Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ một cái video về Aru ấy. Thì hôm nay mình làm cái video này chia sẻ với mọi người về các cái dạng Aru cơ bản. Đấy thì đầu tiên này là đây, các bạn nhìn này, đây là các loại Aru đây nhá. Đấy, các loại Aru này. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn gồm có 3 cái loại Aru cơ bản, nó gồm có những cái thành phần gì. Đây các bạn nhá, thì cái loại Aru thứ nhất mà được sử dụng nhiều ấy, đây nó chính là cái dạng này nhá. Đây các bạn này, đây nó chính là cái dạng 1 này. Nó bao gồm có 2 cái coi lạnh, một cái coi nóng, một cái dàn nóng, 2 cái dàn lạnh, một cái dàn nóng này, một cái quạt, và có cái 2 cái MND lấy gió tươi và lấy gió hồi từ phòng về. Đây, đây là cái dạng đấy đây các bạn này. Đấy, đây là một cái dạng đấy. Đấy. Đấy, đây chính là cái con Aru như vậy này. Đấy. Đấy, thế còn cái dạng thứ hai mà người ta cũng hay dùng đấy là cái dạng này. Đây các bạn này. Đây là cái dạng thứ hai nhá. Đấy, dạng thứ hai này nó chính là cái dạng này này. Nó có 2 tầng các bạn nhá, 2 tầng. Tầng dưới và tầng trên. Đấy. Thì đây là cái dạng mình gọi là dạng thứ hai nhá. Thì cái dạng này nó có 2 quạt, quạt cấp và quạt hút này. Rồi có 2 cái coi lạnh, một cái coi nóng và một cái bộ gọi là hồi nhiệt. Đấy. Thì tí nữa mình sẽ giải thích về cái nguyên lý hoạt động với cả các cái cách mà điều khiển nó như thế nào. Đây là cái dạng thứ ba, tức là cái dạng mà lấy 100% gió tươi, nó giống như cái dạng thứ nhất. Nhưng mà thay vì nó sử dụng một phần gió hồi thì nó sử dụng toàn bộ là gió tươi hết. Thì đây chính là cái dạng đấy các bạn này. Thì cái đầu đây là đầu cấp của nó này, có bọc bảo ôn, và cái đầu hồi của nó thì là người ta không bọc. À, cái đầu lấy gió tươi không bọc, với cái này là gió ngoài trời đấy các bạn này. Yeah, cái đầu gió tươi không bọc đây nhá. Cho các bạn xem cái đầu gió tươi này. Đấy, cái loại này thường ấy là 2 cái coi của nó rất là lớn. Đấy, con này các bạn thấy không? Nó 4 đường vào luôn này. Đấy các bạn thấy không? Nó có một coi lạnh gồm có 2 đường vào 2 đường ra này. Còn cái coi này thì nó có 1 đường vào 1 đường ra. Cái loại này thì nó tổn thất nhiệt nó tương đối là lớn. Đấy. Đấy, như con này các bạn nhìn này. Nó tận là 626 kW. Công suất lạnh nhá. Đấy. Cộng mấy cái này là 353 kW lạnh. Tức là nó tương đương với khoảng độ 1 triệu kW nhá. À quên, 1.000, xin lỗi các bạn. 600 với 300 cộng là nó ra được 1 triệu, giỏi ghê. Là khoảng là 1.000 kW nhá. Thì các bạn tính ra nó cũng là rất là lớn đấy. Còn đây là cái coi nóng của nó này. Coi nóng thì thường nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nó khoảng độ 100, con này là 167 kW này. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đây là một cái dòng Aru cũng hay dùng. Tuy nhiên là cái loại này nó dùng 100% gió tươi nên cái coi của nó phải lớn để nó có thể điều khiển được trong mọi cái trường hợp. Cái này rất là tốn nhiệt. Nhưng mà lại bù lại thì nó lại có cái hệ thống gió tươi 100%, không bị khó chịu, cái hàm lượng CO2 nó thấp. Đấy thì nó có 3 cái dòng như vậy. Đây là cái dòng thứ 3 nhá. À đây là cái dòng thứ nhất đây các bạn này. Đây cái dòng thứ nhất đây nhá. Chính là cái dòng này này. Đấy thì cái công suất nó nhỏ hơn một chút đây. Đây các bạn thấy là đấy, coi của nó này. Về cái Aru nó cũng tương đối là to, nhưng mà cái coi của nó này. Đấy coi của nó chỉ có 521 kW lạnh thôi nhá. Các bạn nhá. Đây là coi nóng này. 227 kW. Nóng. Đấy. Đấy, review qua cho các bạn về cái các cái dòng Aru cơ bản là như vậy. Thế còn đây là cái dòng thứ hai này. Dòng rất cơ bản thì có 2 tầng nhá các bạn này. Đấy, 2 tầng thì
Nó bao gồm có một cái coi lạnh này. Đấy, coi nóng này. Hai cái quạt. Đấy, đây là hệ thống heat recovery, tức là cái hồi nhiệt này. Đấy, hồi nhiệt thì con này nó hồi được cái không khí là 38/85 độ C, độ ẩm là 85%, 38 độ C, và không khí ra là 34. Đấy, công suất hồi của nó là 39 kW nhé, nó bằng một con điều hòa và áp ôn luôn, 39 kW bạn nhà. Đấy, đây là cái dòng thứ ba, còn đây là cái phần gọi là heat pump của nó, thì mình sẽ giải thích qua cho các bạn từng loại một nhé. Đấy, đấy, các bạn review qua trước về cái alu đấy, cái hệ thống đấy. Đấy, đấy là cái hệ thống mà bên mình đang sử dụng, thì thường nó có ba loại như này nhá. Đây là đối với các cái phòng lớn này, cái phòng mà có diện tích tương đối lớn nhá, thì nó sẽ dùng, ví dụ như nó dùng cả ba loại này đúng không ạ, cấp cho một cái phòng như này. Thì mình sẽ nói qua từng loại. Thế đầu tiên là cái loại này là cái loại hay dùng nhất này, thì nó gồm có hai cái coi lạnh, hoặc là một hoặc hai nhá, tùy nhá. Có cái phòng thì nó sử dụng hai để đảm bảo là công suất nó luôn luôn đáp ứng được. Đấy là hai coi lạnh, còn thường dùng một coi lạnh một coi nóng này. Quạt này đó, đầu nó có một cái hệ thống filter, tức là cái lọc túi này, cái này nó là bed filter, thì cấp độ của nó là F7, class F7, thì cái độ bẩn chây nháp của nó là 200 pascal. Đấy, đây nó có một cái MLD và đây nó có hai cái MLD các bạn nhé. Thì cái này ấy, đấy là cái dòng thứ nhất. Cái dòng thứ hai là nó có hai tầng như này, thì nó có hai cái quạt. Đây nó cũng có coi, thì nó cũng tùy nhá, có những loại nó cũng chỉ có một cái coi lạnh và một coi nóng thôi, còn quạt đương nhiên phải có, con nào cũng phải có rồi nhá. Đấy, và nó có thêm cái bộ hồi nhiệt mình vừa nói đấy, heat recovery ấy, cộng với cả một cái nữa, thì cái đấy thì tí mình sẽ giải thích xong. Thế còn cái dòng thứ ba là cái cũng như cái dòng thứ nhất, tuy nhiên cái coi này nó lớn hơn. Đấy, lớn hơn thì như cái coi các bạn vừa thấy, cái dòng này nó sẽ có hai đường vào, hai đường ra của coi này và cái coi này. Đấy, này công suất lạnh rất lớn này. Con này mình với các bạn xem là 1000 BTU nhá. À quên, 1000 kW. Đấy, thì với cái một cái phòng lớn thì thường người ta sẽ kết hợp cả ba cái loại này. Tại sao lại kết hợp cả ba cái loại này? Đấy, thì đầu tiên ấy là nó sử dụng cái loại này để mà điều khiển gió tươi, tức là cái lưu lượng gió tươi để lấy vào. Thế còn cái loại này là nó sẽ sử dụng 100% gió tươi vào và 100% gió thải ra. Đấy, nó không lấy lại gió các bạn nhé. Còn cái loại thứ ba là cấp 100% gió tươi vào. Đấy, và gió sẽ sử dụng một số cái quạt hút ở ngoài nữa để đưa cái gió thải ra. Đấy, ví dụ như này, quạt nó sẽ đưa gió thải ra ngoài. Thế thì khi mà điều khiển các cái hệ thống như này thì nó cần phải điều khiển những cái gì? Đầu tiên ấy là nó sẽ có các cái van điện từ gắn ở đây, đường vào à, đường hồi của các cái coi lạnh nhá. Thì tất cả các coi này nó đều có van điện từ này. Đấy là về điều khiển nhiệt độ này. Thì khi mà cái nhiệt độ trong phòng này nó, ví dụ nhiệt độ đặt chúng ta gọi là TD đúng không ạ? Còn cái nhiệt độ thực tế là nhiệt độ TT đấy. Thì nó sẽ so sánh giữa cái nhiệt độ đặt và cái nhiệt độ thực tế để nó đưa ra cái điều khiển van này. Ví dụ như là khi mà cái nhiệt độ thực tế nó cao hơn nhiệt độ đặt nhiều thì nó sẽ mở phun cái van này ra, mở phun hai cái van này ra để nó cấp một cái lượng lạnh vào, nó cấp một cái lượng không khí lạnh lớn vào. Thì khi mà nó cấp mà cái không khí vào lớn nhá, thì nó làm cho cái phòng nó lạnh xuống. Đấy, nó cứ cấp vào. Thế còn con này nó sẽ cấp vào và nó lại lấy hồi về đây. Nó cấp vào lấy hồi về đây và nó cũng mở van này ra. Thế tất cả các van mở thì nó cấp toàn bộ lạnh vào đây. Thế khi nhiệt độ đạt rồi đúng không ạ, thì nó sẽ đóng bớt cái van này. Và cái van này nó sẽ đóng ở cái dạng gọi là tuyến tính, tức là đóng từ
nó sẽ mở được từ, ví dụ như là mình đặt từ 20 đến 100% chẳng hạn, thì nó sẽ mở theo cái tuyến tính như vậy. Thì nó sẽ cấp vào phòng này tùy cái lượng người trong này, rồi tùy thời tiết bên ngoài thì nó sẽ đưa ra các cái điều chỉnh van như vậy. Đấy là về phần điều khiển nhiệt độ, điều khiển cái van của cái coil. Cái thứ hai là điều khiển cái phần gió tươi. Gió tươi có hai cái MD ở đây. Thì đối với cái dòng Adu này ấy, nó lấy gió tươi khi cần thiết, có nghĩa là khi mà trong cái phòng này ít người đúng không ạ, thì cái lượng gió tươi ở hai cái con này này nó cấp vào là đủ rồi, thì nó không cần phải mở cái van này nữa, nó sẽ mở mỗi cái van này thôi, rồi sau đó nó cứ hồi quay này. Thì nhiệm vụ cấp gió tươi lúc này là của hai con này, vì hai con này không điều chỉnh được cái lưu lượng gió tươi, mà chỉ điều chỉnh con này thì nó sẽ điều chỉnh cái tốc độ quạt này để đưa gió tươi vào phòng. Đấy là khi có ít người như các bạn nhé. Thế thì khi có nhiều người, khi có nhiều người ở trong phòng này thì cái lượng CO2 chúng ta thải ra không khí là lớn. Đấy, thế thì khi mà cái lượng CO2 thải ra lớn ấy, thì cái con quạt này nó hút ra, và người ta đặt ở trên này, đặt ở trên cái đường gió thải này. Đấy, các cái con VOC hoặc là cái con đo, các cái đo đầu đo chỉ số CO2, và cái đầu này nó đạt ngưỡng ấy. Ví dụ như là bình thường trong không khí là khoảng 370 chẳng hạn, cái hàm lượng CO2 370 trên 1 triệu ấy, 370 CBM ấy. Thì khi mà cái lượng người nhiều, cái này nó tăng lên khoảng 1000 chẳng hạn, thì nó sẽ đặt cái cơ chế mở cái van này, tức là cái mức VOC này mà lớn vượt ngưỡng đặt đúng không? Thì nó bắt đầu mở cái van này, nó tiếp tục lấy gió tươi vào để nó làm gì, nó cấp khí tươi vào, hạn chế cái khí lấy về ở đây, nó hạn chế cấp cái khí lấy về ở đây. Và khi nó đóng này thì sẽ bơm khí tươi vào nhiều hơn, và cái thằng tốc độ quạt đây nó sẽ chạy, các cái quạt này nó sẽ chạy. Đấy là cái trường hợp mà điều khiển cái khí tươi sử dụng hai cái van MLD. Đấy, chỗ này là ba ngả nhá. Đấy, thì thường nó điều khiển theo con tín hiệu mà đo cái CO2 về. Thế còn hai con này thì nó nhiệm vụ cấp thường xuyên rồi. Đấy là đối với các cái phòng rất là lớn các bạn nhé. Các phòng lớn thì người ta hay kết hợp giữa ba cái loại này với nhau. Đấy, thì nó vừa đảm bảo được khí tươi cho cái không gian mà lượng người ít, mà vừa đảm bảo được khi mà có rất nhiều người trong cái phòng đấy. Đấy, thì cái này là nó đang sử dụng hệ thống là như vậy. Thế còn đối với các cái phòng mà nhiều phòng ấy, thì nó hay sử dụng nhất là hai cái dạng này, dạng 1 và dạng 2 này. Đấy, đối với các cái phòng nhỏ, ví dụ như các cái phòng này nó chia thành các phòng nhỏ các bạn này. Đấy, thì nó cũng sử dụng cái phần cấp vào từng phòng nhá. Đấy, cấp vào từng phòng này, và lấy ra cũng thế, lấy ra hồi từng phòng. Đấy, lấy hồi ra từng phòng. Thì mỗi cái phòng này này, người ta thường lắp thêm ở đây một cái cụm van MD nữa. Ví dụ như là khi mà anh sử dụng phòng này đúng không ạ, sử dụng mỗi cái phòng này thì anh sẽ tắt hết các cái phòng này đi, anh sẽ cắt hết các cái phòng, cái van mỗi một cái đầu cấp gió này này, anh sẽ lắp một cái bộ van điện từ của cả cấp cả hút. Đấy, thì khi mà phòng nào sử dụng thì anh mở cái này ra, mở cái van từ ra, còn lại khi không sử dụng thì đóng lại, nó thì nó tiết kiệm. Đấy, thế còn cái khi nó đóng các cái phòng lại, đóng bớt các cái phòng lại, thì cái tần số hoạt động của cái con quạt này, nó dùng biến tần ấy, thì cái tần số hoạt động chúng ta sẽ giảm xuống. Đấy, và chúng ta cũng tương tự là đo cái VOC về để mà mở. Thì với cái dòng này thì nó sẽ dùng, thường nó dùng hai con, tức là thường nó dùng đo cái con VOC về đây, tức là cái không khí hồi về ấy, nó sẽ đo cái chỉ số hồi về để nó đưa ra cái lệnh đóng. Nhưng mà đối với các cái trường hợp đấy thì cái MLD này này là người ta sử dụng bằng cái van tuyến tính,
Còn ở đây thì người ta dùng bằng cái van on-off, tức là cái van mà chỉ có đóng mở thôi. Thì khi nào mà có quá nhiều người ta sẽ mở ra, và khi nào mà ít người người ta đóng lại, để làm gì? Nhiệt nó cứ duy trì quay vòng này để nó tiết kiệm năng lượng đấy. Bởi vì cái nào mà điện năng tiêu tốn nhất trong các cái tòa nhà là dành cho điều hòa không khí các bạn nhé, không phải là chiếu sáng nhé. Chiếu sáng và các cái hệ thống khác thì cái phần điện năng nó sẽ thấp hơn là cái điều hòa không khí đấy. Thì cho nên là người ta mới thiết kế làm sao để nó tối ưu nhất và nó tiết kiệm năng lượng và nó sử dụng được cho nhiều những cái thời điểm của tải, nhiều cái mức tải khác nhau, mức người sử dụng khác nhau đấy. Thì rồi là vì review qua cho các bạn về ba cái dòng ADU như vậy, ba cái dòng ADU cơ bản mà chỗ mình đang dùng đấy. Thì cũng như là đã hứa thì cũng đã review cho các bạn đấy, thì rất mong các bạn nếu mà thấy hay thì các bạn có thể nhấn vào đăng ký kênh và hoặc là nhấn vào theo dõi, đăng ký subscribe để mà khi mà mình có cái video mới thì các bạn sẽ là người biết đầu tiên đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.